Chào các bác, em lên sóng tiếp tục một con máy lọc không khí Panasonic. Con này có mã là VXG80, công suất khá lớn, gần như là lớn nhất của. Còn một mã 90 nữa nhưng mà rất ít. Đối với những cái năm máy này nó ra đời thì mã 80 là to nhất rồi. VXG80 trên VXG70. Ở với thế hệ VXG80 này thì nó vẫn chủ yếu là mọi tính năng giống VXG70 thôi, nhưng nó được nâng cấp thêm một cái bảng số điện tử báo độ ẩm. Đấy. Còn mọi thứ về cơ bản thiết kế thì cũng giống như thằng VXG70, nhưng mà nâng cấp một chút về công suất và bảng số điện tử. Đấy, hình thức con này rất là đẹp, chất máy còn rất là mới các bác nhé. Phải nói em khẳng định là chất máy rất là mới. Đấy. Con này nếu mà nói đúng ra mà không có cái vấn đề vận chuyển về Việt Nam xước sát nhẹ thì đây là một con máy bên Nhật chắc họ rất ít dùng. Máy khi em tháo ra vệ sinh đấu đổi nguồn thì nhìn bên trong còn rất là mới đẹp, vỏ còn rất là trắng các bác nhé. Mặt trước là mặt nhũ. Đấy. Nói chung là hình thức khá là đẹp. Mình nói về cái chất máy chơi hàng bãi, các bác phải để ý đến cái chất, nó chất nó rất là đẹp luôn. Đây là một con VXG80 con này. Công suất tận 74W mà các bác phải dùng trong phòng 50-55m2 được. Đấy, em đã đấu điện 220V rồi nhé. Nhiều bác có khi thắc mắc cái lỗ này là cái gì. Đây là cái lỗ này là chính là ion con này. Đấy. Máy phát ion trong đấy đấy. Con này thì đây, vẫn như các máy VXG70 thôi. Khóa trẻ em này. Hẹn giờ. Con Navi, điều chỉnh cửa dâng, cửa vẫy, tốc độ lọc, các chế độ lọc. Đặc biệt con này thì thay bằng độ ẩm bằng số điện tử, vậy thôi. Cảm biến dò chuyển động chỉ duy nhất phân khúc cao cấp này mới có. Đấy. Con này thì vẫn đi theo một cái màng zin các bác nhé, màng zin theo máy. Đấy, còn bên trong còn rất là đẹp này. Đấy. Màng zin đúng của máy khi em tháo ra luôn đấy ạ. Đấy. Tức là nó thể hiện một cái máy bên đấy nó rất ít dùng luôn. Đấy. Các bạn nào không thích màng zin này thì khi mua các bác báo sẽ thay màng mới, còn không báo gì thì mặc định em sẽ bán theo màng zin này. Đây là màng than hoạt tính các bác nhé. Đây, than hoạt tính này. Bọn này rất là to, khử mùi hiệu quả. Đấy, các bác lưu ý nha, nếu các bác nào thích màng mới thì báo khi mua báo thay màng mới, còn không thì mặc định sẽ là màng này, đi theo màng zin. Bên kia này là phần bình nước buộc. Đây, con rất trắng đẹp. Đây, màng tạo ẩm còn đẹp không nhá, màng tạo ẩm zin còn đẹp. Nói chung là một con máy không có gì để chê cả, mọi thứ rất long lanh. Giá cả thì em bán 3,7 triệu nhé, chưa phí vận chuyển, đã đỗ đổi điện 220V, ship hàng toàn quốc nhưng không bao ship ạ. Đây. 3,7 triệu, chào các bác.